Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và ông Frank Jensen, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đã công bố cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam EU EVFTA. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, sau gần 3 năm với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ ở các cấp bộ trưởng, trưởng đoàn và các nhóm kỹ thuật, Việt Nam và EU đã chính thức kết thúc toàn bộ các nội dung cơ bản của Hiệp định EVFTA, là một trong những hiệp định có chất lượng cao nhất của Việt Nam và EU. Việc hoàn thành Hiệp định FTA này sẽ giúp Việt Nam hội nhập thành công vào kinh tế toàn cầu với tư cách là một nền kinh tế thị trường. Dự kiến kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU sẽ tăng khoảng 20% khi hiệp định này có hiệu lực. Dự kiến hiệp định này sẽ được ký kết trong năm nay.